Mùa tỏi Muồng Dung đăng ký kênh ủng hộ Zio. Thông tiên mê ta hoà thành gia mai bé em tìm cây gì đấy, cây thuốc gì? À, nhân trần. Em ơn mẹ chào à. Trời tiếng lời. Cái này là cây này gì gọi là cái cây gì thông nhỉ? Cây này, thông đất này. Thông đất này nó có một vị thuốc này đúng không? Xíu say à, nhân nơi ngả luôn, ngả người luôn, ngả người luôn. Xin chàng bé hòa màu à, rồi tu về giao tình mê à dạ mà đi ơi. Thế à, em sang đây du học hay là em công tác em làm việc em làm việc giáo viên tiếng Anh á. Giáo viên tiếng Anh. Nàn tình bé tha hoa ba
tục bốn. À, em ở đây 7 năm rồi. 7 năm rồi. Anh Ska nói tiếng Việt rất là rõ, không hổ danh là giáo viên. Em chưa nói rắn á. Thế là ở miền Bắc này em đã đi được nhiều chưa? Em chưa đi du lịch nhiều lắm ở ở Bắc. Ở Bắc nhưng mà ở Nam nhiều lắm bởi vì em sống ở Nha Trang 4 năm và em cũng sống ở Hồ Chí Minh 3 năm và em đi du lịch nhiều lắm. Vang dù bên nàn nào dòng áo loài áo nhau bữa loàng bé mai doan à ôi
khỏi đi về hàn tan tin đi